Xin chào quý vị, xin chào các bạn. Chúng ta đang cùng thức dậy cùng chương trình Cuộc sống 24 giờ của chúng tôi trên kênh VTC1 và VTC14. Hôm nay là Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2015. Tôi là Vi Dung. Còn tôi là Thùy Dương. Mở đầu chương trình như thường lệ, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng điểm qua một số những nội dung đáng chú ý. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội không cấp phép cho bất kỳ cá nhân doanh nghiệp nào kinh doanh bánh trung thu trên vỉa hè. Tình trạng lộn xộn do buôn bán mặt hàng bánh trung thu có thể sẽ được cải thiện trong năm nay. Hàng trăm nghệ sĩ ảo thuật trên cả nước quy tụ tại Hà Nội với các tiết mục hấp dẫn phục vụ cho khán giả tại thủ đô. Trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng, làm phim không chuyên ở Việt Nam, cơ hội và những thách thức. Tin tức quốc tế. Tham quan công viên Dismalion ở Anh, nơi hiện thực hóa những ác mộng cổ tích. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua thì sân khấu nhà hát lớn luôn sáng đèn với nhiều chương trình, nhiều hoạt động hướng đến những ngày lễ lớn của đất nước. Trong số những sự kiện đó, đáng chú ý chính là sự kiện diễn ra trong ngày hôm qua. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành và đón nhận huân chương Hồ Chí Minh. Lễ kỷ niệm đã khái quát những đóng góp của ngành văn hóa trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và đổi mới đất nước 70 năm qua. Tiền thân là Bộ Thông tin Tuyên truyền, thành lập ngày 28 tháng 8 năm 1945, trải qua nhiều lần cải tổ, sắp xếp, từ năm 2007 đến nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trải qua 70 năm, ngành văn hóa luôn gắn chặt với lịch sử cách mạng và dân tộc, luôn giữ vị trí hàng đầu trong năm bước công tác cách mạng theo phương châm, kháng chiến văn hóa kháng chiến, các định hướng chiến lược văn hóa đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời hội nhập. Các lĩnh vực thể thao, du lịch, gia đình đã có nhiều bước tiến vượt bậc, đạt nhiều thành tựu, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, chính trị và xã hội. Với những nỗ lực đóng góp, Bộ Văn hóa đã vinh dự đón nhận huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai do Chủ tịch nước trao tặng. Trong phần điểm báo sáng nay, chúng tôi sẽ giúp quý vị điểm qua những thông tin đáng chú ý được đăng tải trên các trang báo ra sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, thị trường vàng trong nước đã có những cơn rung lắc mạnh, giảm rồi tăng mạnh trở lại, nhưng mà vàng thì chưa phải là hấp dẫn bởi vì tỷ giá đã lập mặt bằng mới. Trong ngắn hạn thì thị trường ngoại hối được đánh giá là ổn định. Đó là những tổng hợp của báo Kinh tế và Đô thị trong bài viết Giá vàng đô la Mỹ trong cơn bão tiền tệ. Thông thường giá vàng trong nước phụ thuộc vào diễn biến cung cầu, giá vàng thế giới và tỷ giá Việt Nam đồng và đô la Mỹ. Lần biến động này được các nhà vàng khẳng định nguyên nhân tăng giá là do ăn theo tỷ giá, không đến từ cung cầu, bởi vì lượng vàng mua vào bán ra hiện đang rất thấp. Đây cũng là lý do khiến giá vàng trong nước liên tục đảo chiều trong mấy ngày qua. Vào ngày 19 tháng 8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã quyết định tăng biên độ tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đồng đô la Mỹ áp dụng từ ngày 19 tháng 8, từ cộng trừ 2% lên cộng trừ 3%. Tỷ giá bình quân liên ngân hàng đã tăng từ mức là 21.673 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ lên mức là 21.890 đồng Việt Nam trên 1 đô la Mỹ. Đây là lần điều chỉnh thứ hai của Ngân hàng Nhà nước trong vòng một tuần, và trước đó thì thị trường tự do giá đô la Mỹ cũng đã tăng lên gần 800 đồng. Thưa quý vị, trên trang 51 và trang 52 của tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn số ra cuối tuần có bài viết đáng chú ý với nhan đề Tiền lương mới, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Đây là một quy tiền lương tính theo tháng phải được trả ngay trong tháng. Đây là một quy định đánh đố doanh nghiệp áp dụng chế độ tiền lương không cố định trong tháng. Đa phần cơ cấu lương của doanh nghiệp gồm tiền lương theo chức danh, công việc, phụ cấp và các khoản bổ sung. Trong đó tiền lương có tiền lương tăng ca, hoa hồng, phụ cấp năng suất, phụ cấp chuyên cần chỉ tính được sau khi người lao động hết ca làm việc của tháng, mà ca làm việc của người lao động có khi đến 24 giờ của ngày cuối cùng của kỳ tính lương. Sau khi có được đầy đủ con số thống kê của các tiêu chí tính lương, thì những số liệu này còn phải trải qua một chu kỳ tính toán, kiểm tra và phê duyệt mới có được con số tiền lương cuối cùng, rồi mới đến giai đoạn chuyển khoản hoặc thanh toán bằng tiền mặt cho người lao động. Làm cách nào mà doanh nghiệp có thể trả lương ngay trong tháng đó cho người lao động được trong khi mà trình tự này không thể thay đổi? Quy định này thoạt nhìn là rất bảo vệ người lao động không bị trả lương chậm, nhưng thực chất là doanh nghiệp không thể áp dụng được trong thực tế. Vì vậy mà quyền lợi của người lao động không những không được bảo vệ mà doanh nghiệp còn buộc phải vi phạm về mặt pháp luật.
Thị trường thực phẩm chức năng nở rộ cùng với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp. Để sống được thì nhiều doanh nghiệp đã tìm mọi cách để có thể khuếch trương sản phẩm của mình, bất chấp vi phạm trong kinh doanh. Và báo Lao Động thì đã một lần nữa tiếp tục phản ánh về vấn đề này. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng đã thừa nhận, chưa bao giờ ngành thực phẩm chức năng lại phát triển mạnh như hiện nay. Nhưng phát triển như thế nào, có lành mạnh không lại chưa được phân tích xác đáng. Chứng minh cho nhận định này là một con số thống kê sự phát triển nhanh của thị trường thực phẩm chức năng. Đó là năm 2000 thì cả nước mới có 13 cơ sở sản xuất kinh doanh. Đến năm 2005 con số này tăng lên 143 và đến năm 2014 thì là có trên 4.500 cơ sở. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng thừa nhận là trên 50% sai phạm về thực phẩm chức năng thì có liên quan đến quảng cáo. Sai phạm chủ yếu là ở quảng cáo trên các báo đài của địa phương. Có lần thì số ngồi xem quảng cáo có một loại sản phẩm không phân biệt được đó là thuốc hay là thực phẩm chức năng và Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm hoàn toàn biết và hiểu rằng chính tình trạng quảng cáo này đã khiến cho người tiêu dùng hiểu nhầm sản phẩm là những thuốc chữa trị bệnh. Hiếm có cuộc tọa đàm khoa học nào thu hút sự quan tâm của cử tọa như là tọa đàm về cây trồng biến đổi gen, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cùng Trung tâm Nghiên cứu Xã hội và Giáo dục Người Việt tổ chức tuần qua ở Thành phố Hồ Chí Minh. Quan tâm bắt nguồn từ âu lo nguy cơ cho sức khỏe con người về thực phẩm biến đổi gen, những sản phẩm ngày càng xuất hiện nhiều trên bàn ăn. Thông tin được phản ánh trên trang 6 báo Thế giới Tiếp thị số ra cuối tuần. Nghiên cứu cây trồng biến đổi gen viết tắt là GM nhiều năm nay, Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thị Xuyên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam hồ hởi về những ích lợi của sản phẩm này. Tăng khả năng chống chịu sâu, năng suất cao, chống thuốc trừ cỏ dại, bảo vệ sức khỏe cho nông dân khi ít tiếp xúc với hóa chất. Liên quan đến người tiêu dùng, tiến sĩ Xuyên nghiêng về ủng hộ thực phẩm GM vì bà cho rằng chúng không tồn lưu hóa chất, kim loại nặng, vi khuẩn vượt ngưỡng cho phép. Nhưng bà cũng dè dặt, nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ liên quan đến an toàn của GM trên môi trường và sức khỏe của con người. Khó tìm được một thái độ rõ ràng về GM từ cuộc tọa đàm vì chính bản thân của những nhà khoa học tham dự cũng lẫn lộn thái độ ủng hộ và thái độ hoài nghi. Sự việc kể trên cho thấy khoa học rất dè dặt về sự an toàn của thực phẩm GM vì cho đến nay thì các bằng chứng khoa học vẫn chưa đầy đủ. Nhưng dù gì, theo chị Phạm Thị Tuyết Mai là quản lý sản xuất của một công ty cổ phần rau, đã đến lúc những nhà quản lý cần phải công khai cho người tiêu dùng biết đâu là sản phẩm GM để họ có thể lựa chọn. Chị cũng nói thêm, cần dán nhãn GM trên sản phẩm một cách rõ ràng, vì thế hệ tương lai của người Việt Nam, người tiêu dùng đòi hỏi cần phải có chuyện này. Trách nhiệm bảo hiểm xã hội được và mất, một bài viết đáng chú ý trên trang 30 và trang 31 của tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Việt Nam là một quốc gia có cơ cấu dân số trẻ với khoảng gần 54 triệu người trên tổng số hơn 90 triệu người trong độ tuổi lao động. Trong tổng số 16 triệu lao động thuộc diện buộc phải đóng bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội chỉ thu được tiền của khoảng 11 triệu lao động, gây thất thu cho quỹ bảo hiểm xã hội gần 84.000 tỷ đồng một năm. Trước lo ngại này, nhiều nhà lập pháp và đại diện cơ quan bảo hiểm xã hội ủng hộ quan điểm cần hình sự hóa các tội liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để tăng tính răn đe. Tuy nhiên, lựa chọn điều chỉnh một quan hệ dân sự hành chính bằng chế tài hình sự liệu có phải là giải pháp phù hợp trong bối cảnh doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay? Chế tài pháp luật cho dù là hành chính, là dân sự hay hình sự để có thể điều chỉnh hiệu quả các quan hệ xã hội thì cần phải bảo đảm cân bằng lợi ích giữa nhà nước và công dân. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu và đẩy mạnh các hoạt động đầu tư thì các nhà làm luật cần phải cẩn trọng để vừa duy trì hiệu quả chính sách an sinh xã hội cho người lao động, lại vừa có thể đảm bảo được môi trường kinh doanh ổn định và thân thiện. Thưa quý vị, hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phá vỡ mọi nỗ lực hướng nghiệp cho học sinh mà không ý thức được điều mình làm. Hệ lụy của đợt tuyển sinh đại học năm nay có thể sẽ rất nghiêm trọng với việc chọn ngành nghề của các em mà phải một thời gian nữa mới có thể lường hết được. Thông tin được phản ánh trên trang 12 báo Tuổi Trẻ, bài viết của tác giả Nguyễn Vạn Phú với nhan đề Người lớn đang tập làm hư trẻ con. Những năm về trước, các tờ báo lớn như Tuổi Trẻ, Thanh Niên đều liên tục tổ chức các buổi hướng nghiệp giúp học sinh chọn đúng ngành nghề, chọn đúng trường để nộp hồ sơ. Có rớt đại học thì các em cũng sẵn sàng theo học ngành đó ở mức cao đẳng hay là trung học chuyên nghiệp. Nay mọi hoạt động như thế hóa ra là công cốc. Chưa bao giờ có sự nháo nhào chuyển ngành, chuyển trường lộn xộn như năm nay. Cái giờ của cách tuyển sinh năm nay không phải là sự khó nhọc của phụ huynh hay tâm lý căng thẳng của thí sinh, chuyện đó rồi sẽ qua. Cái giờ nhất là tâm lý luồn lách bằng mọi cách để vào bằng được trường đại học các em mong muốn. Mong muốn đó không có gì là xấu cả, nhưng nếu cách tuyển chọn đừng đẩy các em phải so đo, tính toán, kể cả dìm hồ sơ đợi đến phút chót mới nộp thì sẽ hay hơn rất nhiều, sẽ đúng với tâm lý lứa tuổi của các em hơn rất nhiều.
Nhìn từ phía nhà trường thì mọi nỗ lực chọn đúng sinh viên tương lai có đam mê ngành nghề được đào tạo cũng bị vô hiệu hóa. Những trường đại học danh tiếng trên thế giới thường đổ công sức nhiều vào việc tuyển sinh hòng chọn đúng các sinh viên tương lai phù hợp nhất cho mình. Bằng không đã không có những cuộc triển lãm giáo dục, các buổi thuyết trình về nhà trường. Các trường đại học ở Việt Nam bước đầu cũng đã có những hoạt động theo hướng như vậy. Nhưng phương cách tuyển sinh năm nay đang triệt tiêu tác động tốt của việc quảng bá này, chỉ còn lại những cuộc đua đầy may rủi, chỉ còn lại những cái phương pháp dùng đòn cân não để có thể tự sàng lọc nhau và chen nhau vào hay là chen nhau rút ra. Ngày nay lên mạng thì chúng ta có thể thấy những cái cụm từ như là thầy giáo giết người, thầy giáo giết học sinh giết cô giáo, thầy giáo ép học sinh quan hệ tình dục hay là thầy giáo cưỡng hiếp học sinh đã xuất hiện với cường độ dồn dập. Đó là gì nếu như chẳng phải là lừa thầy phản bạn? Và mà câu hỏi này cũng đã được đặt ra trên báo Thể thao Văn hóa trong số báo ra cuối tuần. Trong bài viết này thì họa sĩ Song Phạm có đưa ra hoài nghi rằng vấn đề là thầy nào, bạn nào. Câu này thuộc dạng thành ngữ huỵch toẹt, nói trắng, nói thẳng, không ngụ ý hay là hàm ý, không nói giảm, nói vòng và nói tránh như là nhiều thành ngữ khác hay là như cách nói của nhiều người Việt không đi thẳng vào vấn đề vì sợ làm người khác mất lòng hay tổn thương. Ngày nay thì không ít người dễ dàng hùa theo khi mà nghe đó là loại lừa thầy phản bạn, là súng vào ném đá. Chứ ít thấy chịu ai lật vấn đề hỏi ngược lại rằng thầy rằng bạn của họ ra sao hay là cư xử của họ như thế nào, việc họ bị lừa hay là bị phản thì có oan ức hay không. Và trong bài viết này thì nhà văn Vũ Thành Sơn cũng cho rằng vẫn còn mảnh đất màu mỡ của lừa thầy phản bạn. Cụ thể thì theo ông là chúng ta có thể hiểu lừa thầy phản bạn không chỉ giới hạn trong một phạm vi hẹp đối với hai đối tượng thầy và bạn, mà nên được nhận thức rộng rãi như là hành vi phản trắc, lừa lọc với những người đã từng kiêu mang hay là bao bọc mình. Vâng, thưa quý vị, tiếp theo thì sẽ là phần điểm tin tức sáng của chúng tôi trong chuyên mục Tin Sáng. Mới đây tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Cục Tài chính Doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã tổ chức hội thảo tham vấn về thành lập Quỹ Phát triển Cà phê Việt Nam. Đại diện tổ chức ngành hàng cà phê cùng với các doanh nghiệp địa phương sản xuất cà phê đều thống nhất về việc thành lập quỹ. Dự kiến quỹ sẽ được thành lập từ nguồn thu của các doanh nghiệp kinh doanh chế biến xuất khẩu cà phê tính theo khối lượng xuất khẩu. Mức thu cụ thể do Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam Vicofa thống nhất quy định theo từng năm trên cơ sở hiệu quả của sản xuất, kinh doanh. Ban đầu các doanh nghiệp đề xuất mức thu là 2 đô la Mỹ trên một tấn cà phê xuất khẩu. Số tiền này sẽ được Quỹ Phát triển Cà phê Việt Nam dùng để hỗ trợ chi tái canh cây cà phê, hỗ trợ lãi suất vay tạm trữ cà phê xuất khẩu, hỗ trợ xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu cà phê cho các doanh nghiệp và nông dân trồng cà phê. Được biết, Việt Nam hiện đứng thứ hai thế giới sau Brazil trong danh sách các nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới. Trong 7 tháng đầu năm 2015, khối lượng xuất khẩu cà phê đạt 792.000 tấn với tổng giá trị 1,63 tỷ đô la Mỹ. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết là cơ quan này không cấp phép cho bất kỳ cá nhân hay là doanh nghiệp nào kinh doanh bánh trung thu trên vỉa hè. Nếu như kiểm tra thấy điểm bán bánh trung thu đó do là phòng hay là ban nào của Sở Giao thông Vận tải cấp phép thì sẽ truy trách nhiệm và xử lý đến cùng. Nếu như điều này được thực hiện thì có lẽ là trung thu năm nay thì sẽ không còn cảnh là đi đâu cũng gặp cửa hàng hay là kiosk hay là quầy bán bánh trung thu như là mọi năm. Sở Giao thông Vận tải cũng cho biết hiện cơ quan này được phân cấp quản lý 88 tuyến phố và quan điểm của cơ quan này là vỉa hè phải dành cho người đi bộ, trừ một số tuyến phố đang hoàn thiện hạ tầng thi công dự án. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bánh trung thu phải có cửa hàng, cửa hiệu để cơ quan chức năng quản lý, không thể quây tạm một góc vỉa hè chỗ này chỗ kia để bán hàng rất mất mỹ quan và ảnh hưởng đến giao thông đô thị. Lực lượng thanh tra giao thông vận tải có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ các quầy bánh trung thu đang chiếm dụng vỉa hè, xem đơn vị nào cấp phép để có biện pháp xử lý. Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội vừa tổ chức công bố quy hoạch tỷ lệ 1/500 tổ hợp gồm bệnh viện đa khoa, trung tâm điều dưỡng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, trường đại học thuộc xã Song Phượng, huyện Đan Phượng. Quy mô tổ hợp có diện tích khoảng 92.000 m2 với 400 giường là trung tâm điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Không gian kiến trúc cảnh quan toàn cụm công trình được quy hoạch độc lập vừa liên kết giữa bệnh viện với trung tâm điều dưỡng và trường đào tạo nhân lực ngành y. Giữa các khối công trình được tách bởi các khoảng không gian trống, khoảng không gian xanh, tạo không gian mở cho các sinh hoạt trong công trình.
Đáng chú ý, điểm nhấn của tổ hợp là khối công trình 3 tầng có kiến trúc hiện đại, thực hiện chức năng khám chữa bệnh đa khoa và điều trị nội ngoại trú. Đặc thù là khu vực chữa bệnh, chăm sóc người cao tuổi nên tổ hợp được thiết kế trồng nhiều cây xanh, tạo cảnh quan và điều hòa không khí cho khu vực. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2016, tổ hợp y tế trên sẽ đi vào hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân thủ đô nói chung và huyện Đan Phượng nói riêng, góp phần giảm tải cho các bệnh viện của tuyến thành phố. Tôi còn nhớ 8m² là một tiêu chuẩn, một chỉ tiêu tối thiểu về không gian ở của một đầu người được chính quyền quy định những ngày còn bao cấp. Giờ đây vẫn còn rất nhiều mảnh đời phải quay quắt trong 8m², nhưng mà không phải là 8m² cho một đầu người mà có khi là 8m² cho cả 8 đầu người. Đây là những chia sẻ của tác giả buổi triển lãm sắp đặt ảnh mang cái tên rất lạ, 8m². Vâng, và với buổi triển lãm này thì tác giả Nguyễn Thế Sơn đã đem đến cho người xem cuộc sống và không gian sống của những người lao động di cư. Những con người mà không gian sống chưa đến 10m² là tất cả đối với họ. Những hình ảnh âm thanh này là một phần cuộc sống của những người dân sống trong một khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Và giờ đây, nó được đem về Hà Nội với vẹn nguyên những lộn xộn, chật chội và bức bí. Họ thực sự là tôi cảm thấy họ rất là đáng thương. Khi mà tôi vào một cái không gian như thế, mình thấy tội nhất là trẻ con. Vì họ không, trẻ con nó không có không gian để mà được chơi, như khi chỉ có loanh quanh ở trong cái xó nhà thôi, hoặc là một tí ngoài này thôi, cũng không có một không gian chơi. Cũng như đời sống tinh thần cũng rất là kém, còn chưa nói là cái điều kiện về môi trường sống thì thực sự nếu mà muốn không có cái từ gọi là tệ hại thì đúng hơn. Người xem dễ tìm thấy mình ở đó, trong những xô chậu, áo quần, trong tiếng nước chảy trong bếp hay trong chiếc xe máy dựng ngoài cửa nhà. Mỗi người đều sẽ có một cảm nhận, và sự cảm nhận đó đến từ sự chân thực của từng chi tiết. Mình cũng cảm nhận thấy lại cái thời gian, cái giai đoạn, chắc là giai đoạn thế hệ bố mẹ mình, khi mà những người đã sống ở các khu tập thể thì cái diện tích sống cũng vẫn như thế này, cũng nhỏ như thế này. Và thậm chí là các bạn có thấy là ở Hà Nội bây giờ cũng có những căn nhà mà mình đã từng đọc ở trên báo, đúng không ạ, rất là chật và bé như thế, thì không gian sống nó cũng vẫn như thế này. Tôi nghĩ là nếu tôi có thể chọn một cái từ để miêu tả được là rõ cái cảm xúc của mình theo triển lãm này thì tôi sẽ chọn cái từ là nhân văn. Thì tôi cảm thấy là nghệ thuật luôn phải gắn liền cái đời sống thực và gắn liền với một cái ý nghĩa trân trọng con người. Để đem đến những góc nhìn chân thực như vậy về một góc sống hẹp của những người lao động nghèo, Nguyễn Thế Sơn đã phải cùng ăn, cùng sống, cùng chia sẻ không gian chật hẹp đó. Và điều mà Thế Sơn muốn gửi gắm thật đơn giản. Quay quắt trong 8m² đấy, thì mọi người có thể đến và cảm nhận xem là mình có thể sống được bao lâu trong không gian 8m² này. Thưa quý vị, từ trước cho đến nay thì ảo thuật vẫn chỉ được biểu diễn ở những sân khấu nhỏ và thường là trong rạp xiếc hoặc là trên sân khấu biểu diễn cùng với các loại hình nghệ thuật khác. Ảo thuật đường phố hình thành cũng là sân chơi của những tay ảo thuật không chuyên và lấy vỉa hè một góc nào đó trên đường phố để có thể biểu diễn. Tuy nhiên thì lần đầu tiên những nghệ sĩ ảo thuật ra hàng đầu Việt Nam đã có cơ hội diễn chung trên sân khấu lớn và dạy cho khán giả có thể thử làm ảo thuật trong chương trình Domino Magic Show, hay còn gọi là chương trình ảo thuật đường phố tại công viên Hồ Tây. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với sự kiện đặc biệt này. Mặc dù diễn ra vào ngày cuối tuần nhưng sức nóng của chương trình Domino Magic Show không hề giảm nhiệt. Đây là chương trình ảo thuật đường phố quy tụ rất là nhiều các ảo thuật gia. Và như quý vị cũng có thể thấy là cái không khí ở đây hiện tại đang rất là sôi động. Nhiều người thì tỏ ra rất là bất ngờ, còn nhiều người thì tỏ rất là hào hứng khi mà được chiêm ngưỡng những cái màn ảo thuật rất là bắt mắt của các ảo thuật gia. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi lắng nghe xem là những cái cảm xúc của họ như thế nào nhé. Cảm nhận được rằng là những cái màn ảo thuật ấy thì chắc các cháu nó cũng rất thích. Nhà ảo thuật ấy mà phát triển thêm tí nữa thì anh nghĩ thì sẽ rất tốt cho nghệ thuật nước nhà mình. Mình rất là vui và rất là thú vị, thấy thú vị khi xem được những cái màn ảo thuật hôm như ngày hôm nay ạ. Trong sự chứng kiến của hàng ngàn vận
Với sự kết hợp giữa nghệ thuật sắp đặt bằng hàng nghìn chiếc cốc, ly, màn biểu diễn domino quy mô lớn cùng những âm thanh sôi động đã tạo hiệu ứng vui nhộn, gây sự tò mò và lôi cuốn người xem. Hôm nay là ngày cuối tuần để cho gia đình và các cháu đi xem những cái chương trình rất là đặc sắc, những cái màn ảo thuật rất là hay và những cái màn domino rất là hấp dẫn. Tài năng thì tất nhiên là so với cả thế giới thì mình cũng phải học hỏi nhiều, nhưng mà cũng là một trong những tài năng của ảo thuật của Việt Nam. Không chỉ được mãn nhãn với những màn ảo thuật lạ mắt và hài hước, khán giả còn được các ảo thuật gia dạy cho một số trò và kỹ năng biểu diễn. Mừng và rất vui khi diễn trước mặt tất cả mọi người đã vỗ tay cũng như là ủng hộ cho mình. Đấy là niềm vinh dự và vui nhất. Chương trình nghệ thuật biểu diễn càng trở nên sôi động khi có sự góp mặt của những nghệ sĩ ảo thuật gia hàng đầu Việt Nam và nhiều nghệ sĩ ảo thuật đường phố và sân khấu của Hiệp hội ảo thuật The Magic Script. Những năm gần đây với thế giới thì đại hội ảo thuật, hay là nói đúng hơn là ảo thuật, nó đang là lên ngôi vì nó là cũng được coi đó là một cái môn nghệ thuật tiếp theo của nhân loại. Và Việt Nam cũng sẽ là một nơi, nếu như chương trình này thành công tốt hơn, nếu như chúng tôi đưa được cái nghệ sĩ đường phố cũng như các nghệ sĩ tự do đến gần hơn với công chúng, hay nói đúng hơn là những người nghệ sĩ, kể cả những người nghệ sĩ thực sự rồi, họ muốn được nhiều đất diễn hơn thông qua chúng tôi, thì chúng tôi mong muốn điều này, nói đúng hơn, nó giống như là một chương trình để thỏa mãn được những người xem liên quan đến cái dòng nghệ thuật ảo thuật. Domino Magic Show đã không chỉ đem đến những màn ảo thuật lôi cuốn, vui nhộn, mang lại cảm xúc cho khán giả đường phố, mà còn cho khán giả chứng kiến sự trình diễn chuyên nghiệp với nhiều sắc thái của các nghệ sĩ ảo thuật. Chương trình cũng đã tạo ra một sân chơi lớn và chuyên nghiệp dành riêng cho ảo thuật để cho những người đam mê loại hình nghệ thuật độc đáo này có thêm đất diễn và thể hiện tài năng của mình. Thưa quý vị, trong cuộc sống, để tìm ra được mục đích sống cho bản thân hẳn là điều không dễ dàng, và giữ vững mục đích này lại càng khó khăn hơn nữa. Nó dễ bị làm cho lung lay và bị những khó khăn, định kiến hoặc là áp lực làm cho lu mờ. Ngày hôm nay thì chuyên mục điểm sách của chúng tôi xin mời quý vị cùng khám phá một quyển sách bàn về vấn đề này. Đây là quyển sách được xem như là bừng tỉnh cả thế giới, cuốn sách dành riêng cho những ai chưa xác định được mục tiêu của cuộc sống hoặc là đang quên lãng mục đích sống thực sự của mình. Mời quý vị cùng đến với biên tập viên Linh Đan. Vâng, xin chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, vào thứ năm tuần vừa qua, tức là ngày 20 tháng 8, thì các bạn thí sinh trên cả nước cũng đã hoàn thành thủ tục hồ sơ xét tuyển vào cao đẳng đại học năm 2015 lần thứ nhất. Và có lẽ là đây là một kỳ tuyển sinh vô cùng khó khăn, đặc biệt là đối với các bạn thí sinh ở các tỉnh thành xa nộp đơn vào các trường cao đẳng đại học ở trên thành phố. Thưa quý vị, và có lẽ là do áp lực từ phía gia đình, do định kiến từ phía xã hội, hay là do để thực hiện được ước mơ vào đại học mà rất là nhiều các bạn thí sinh đã quên đi mất cái mục đích tại sao mình phải vào đại học, là để được ngồi trên ghế, được ngồi trên giảng đường cao đẳng đại học, hay là để phục vụ cho nghề nghiệp mà mình yêu thích sau này, mà các bạn vào những cái giây phút cuối cùng đã quyết định học trái với ngành nghề mà mình mong muốn. Thay đổi ngành học có lẽ không đơn thuần chỉ là thay đổi một cái tên trong tờ giấy đăng ký xét tuyển. Sự thay đổi này còn quyết định lĩnh vực kiến thức mà bản thân sẽ tích lũy trong 4 năm tiếp theo, hoặc nhiều hơn, và cả con đường sự nghiệp sau này. Thế nhưng, hầu như các thí sinh đã quên đi điều này và chỉ tập trung tìm cho bằng được một tấm vé vào cao đẳng đại học như một người chơi cổ phiếu tìm mọi cách để đầu tư vào con đường sanh lãi. Tại vì cái trường này là cái nguyện vọng đầu tiên của em lựa chọn. Tại vì cái ngưỡng điểm của trường thường là tương đối là khá cao. Mấy bạn cao hơn em thường là 24, 25. Nên em thấy cái ngưỡng 23, 75 của em nó thấp quá. Cũng mình cũng sợ. Rồi mình rút ra thì em thấy nó an toàn hơn, nhưng mà thực sự là tiếc. Tại vì cái ngành này là ngành yêu thích của em. Căn cứ vào thứ tự trong website của trường thì em thấy cái cơ hội của mình thì nó cũng hơi hẹp.
và cũng cái tâm lý lo sợ muốn đảm bảo an toàn thì rút hồ sơ. Dạ, em chỉnh sửa hồ sơ tại em thấy cái đó thì em theo cách cập nhật tới bây giờ thì nó sẽ bị giống như là nhiều bạn nộp vô quá thì sẽ bị đẩy hạn của mình xuống, nên em chọn cái phương án an toàn hơn là nộp vào ngành khác. Khi việc đăng ký vào trường và ngành học diễn ra như một sân chơi cổ phiếu mà ở đấy người ta thay đổi mọi thứ liên tục một cách chóng mặt, thì có lẽ kết quả chọn được sẽ không còn là điều mà bản thân đam mê và yêu thích. Và trong cuộc sống này chúng ta thấy một điều rằng không chỉ riêng các bạn thí sinh mà có khá là nhiều người, đôi khi là có chính bản thân mình nữa, nhầm lẫn giữa cái việc xác định mục đích sống của mình bởi vì những cái ảnh hưởng từ phía gia đình, người thân, bạn bè hay là những cái định kiến từ phía xã hội, đúng không ạ? Và trên tay Linh Đan đây thì đang cầm một cái quyển sách khá là hay mang tên là Thức tỉnh mục đích sống của tác giả Eckhart Tolle. Và có thể nói đây là một cái quyển sách mà có thể giúp cho mỗi người đọc tìm ra được bản ngã của mình, tìm ra được đâu là mục đích mà mình mong muốn theo đuổi và không quên đi cái mục đích đó, như là một câu viết rất là hay mà Linh Đan muốn chia sẻ ngay đến quý vị trong quyển sách này. Hãy trung thực với đời sống bằng cách trung thực với mục đích bên trong của bạn. Đây là thông điệp xuyên suốt 400 trang giấy của quyển Thức tỉnh mục đích sống. Tác giả phân biệt mục đích bên trong với mục đích bên ngoài. Trong khi mục đích bên trong liên quan đến bản chất con người và liên quan đến khả năng nhận thức của bạn, cái không gì có thể thay thế được, thì mục đích bên ngoài lại luôn thay đổi theo thời gian. Bao gồm 10 chương, mỗi chương là một nấc thang mà tác giả mong muốn cùng với người đọc đi qua để có thể nhận thức rõ hơn về bản ngã của mình, một trong những con đường ngắn nhất để tìm ra mục đích sống bên trong chân thực nhất. Thế nhưng, không phải để phủ nhận mục đích bên ngoài, cái liên quan đến gia đình xã hội, mà là để cả hai, mục đích bên trong lẫn bên ngoài, có thể hòa quyện lại với nhau, tạo ra sự an nhiên trong cuộc sống. Cuốn sách luôn nằm trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất với hơn 10 triệu bản, đã được bán trên toàn thế giới chỉ trong vòng 5 năm, do thời báo New York Times bình chọn. Với một chút ít những chia sẻ về quyển sách Thức tỉnh mục đích sống của tác giả Eckhart Tolle, thì chúng tôi rất là hy vọng rằng quý vị khán giả nào có dịp xem qua quyển sách này cũng sẽ tìm được cho mình một cái hướng đi, hướng tới cái mục đích sống thiết thực của mỗi bản thân mình. Còn một lời nhắn nhủ riêng dành cho các bạn thí sinh xét tuyển cao đẳng đại học năm 2015, thì hy vọng rằng với những cái thông điệp mà quyển sách này chia sẻ thì các bạn cũng sẽ một lần nữa cân nhắc xem việc liệu chăng là cái việc vào cao đẳng đại học nó có quan trọng bằng cái việc là mình chọn được đúng cái ngành học phục vụ cho cái nguyện vọng, cho cái sở thích, cho cái công việc của mình sau này hay không nhé. Bởi vì tuyển lần xét tuyển lần thứ nhất thì cũng đã qua rồi, nhưng chúng ta vẫn còn rất là nhiều những cái lần xét tuyển tiếp theo vào thời gian tới. Tiếp theo chương trình cùng đến với câu chuyện buổi sáng, làm phim không chuyên ở Việt Nam, cơ hội và những thách thức. Trong phần tin quốc tế, máy bay rơi trong một triển lãm hàng không ở Anh khiến cho 7 người thiệt mạng. Cùng tham quan công viên Ismaland ở Anh, nơi hiện thực hóa những ác mộng cổ tích. Thưa quý vị, bây giờ khi mà nhắc đến những cái tên như là Dam TV hay là Cơm Nguội thì có lẽ là rất quen thuộc với nhiều khán giả, bởi vì hầu như là mọi người thì ai cũng phải bật cười và tự rút ra cho mình những cái bài học vô cùng gần gũi khi mà xem những cái đoạn video clip của những thành viên trong các nhóm này thực hiện. Vâng, và ngày nay thì với sự phát triển của Internet thì dường như là những thước phim không chuyên với những cái thiết bị thực hiện vô cùng đơn giản và có thể chỉ là những chiếc máy camera cá nhân hay là một chiếc máy chụp hình hay thậm chí chỉ là một chiếc điện thoại di động mà thôi. Những thước phim, những video phim không chuyên đã có thể nhanh chóng truyền tải đến quý vị khán giả, quý người xem. Ngoài việc truyền tải thông điệp đến người xem thì những thước phim không chuyên còn thể hiện được đậm nét góc nhìn cá nhân xung quanh những khía cạnh của cuộc sống. Hay là nói một cách khác thì nó mang đậm dấu ấn của chính những người thực hiện. Vâng, dễ dàng thực hiện và dễ được người xem quan tâm chú ý hơn. Thế nhưng không thể tồn tại lâu dài và được yêu mến nếu như không nghiêm túc đầu tư về mặt nội dung. Và để tìm hiểu về phim không chuyên, xin được mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện của biên tập viên Linh Đan và khách mời của chương trình.
Vâng, xin chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, trước đây nếu như mà muốn được xem những cái tập phim mới nhất thì có lẽ là quý vị phải canh giờ và ngồi trước màn hình TV hoặc là phải đi ra ngoài rạp. Thế nhưng mà ngày nay thì rất là đơn giản à. Chúng ta chỉ cần ngồi trước màn hình máy vi tính và có truy cập Internet là có thể ngay lập tức cập nhật được cho mình những bộ phim yêu thích, những cái bộ phim với nội dung rất là ngắn thôi. Thế nhưng mà rất là hài hước, rất là vui tươi và mang những cái thông điệp vô cùng ý nghĩa. Vâng, điều mà Linh đang muốn nhắc đến ngày hôm nay đó chính là những bộ phim không chuyên. Và ngay bây giờ thì để hiểu rõ hơn về phim không chuyên, xin mời quý vị khán giả sẽ cùng với Linh đang có một buổi trò chuyện với lại Lê Kế Vương, là trưởng nhóm của nhóm phim không chuyên Vương Pro Phim. Xin chào bạn. Dạ, xin chào chương trình. Thay mặt ekip Vương Pro Phim, tôi xin gửi lời chào đến chương trình Cuộc Sống 24 giờ của phát thanh kênh VTC14. Vâng, thưa bạn, là ngày nay thì bạn nhận định như thế nào về nhu cầu xem phim không chuyên của khán giả, đặc biệt là những khán giả thường xuyên truy cập Internet à? Dạ, thì theo mình nghĩ thì hiện tại các bạn rất là hào hứng và thích xem những bộ phim không chuyên hiện nay trên các trang mạng, vì hiện tại nó trở thành là một cơn sốt của giới trẻ hiện nay và đặc biệt những người yêu thích điện ảnh. Lê Kế Vương này, theo Linh Đan được biết thì thật ra phim không chuyên không thể nào mà được chiếu rồi thu về những cái lợi nhuận từ phía người xem. Vậy thì quá trình thực hiện để tiết kiệm chi phí nè, rồi diễn viên vân vân vân, chúng ta đều phải không có được đầu tư nhiều cho lắm. Thế nhưng mà khó khăn như vậy, tại sao các bạn vẫn quyết định là sẽ thành lập nhóm và thực hiện những cái dự án phim của mình ạ? Thì ngay từ đầu mà ekip thành lập ra thì cũng rất là nhiều ý kiến dư luận, và các bạn bè cũng kêu là sao lại thành lập ekip làm gì, rồi thành lập làm phim để làm gì, cực khổ, mất công, mất thời gian, mất tiền bạc. Nhưng mà ekip muốn làm phim thì muốn thành lập ekip này thì để mục đích là vì đam mê, thứ hai là muốn làm những cái sản phẩm mang ý nghĩa của xã hội, hướng tới cuộc sống, rồi đem vào thông điệp cho phim. Vâng, và hiện nay thì mặc dù rất là nhiều khán giả yêu thích những cái bộ phim không chuyên, những cái tập phim không chuyên, thế nhưng mà vẫn còn rất là nhiều người nhầm lẫn giữa phim không chuyên và phim ngắn. Vậy thì ngày hôm nay Lê Kế Vương có thể phân tích cũng như là có thể lý giải rõ hơn thế nào là phim không chuyên và thế nào là phim ngắn, và có cái sự khác biệt nào hay không giữa hai cái loại phim này ạ? Thì theo tôi được biết thì cũng là một người làm phim, thì tôi cảm nhận thì phim ngắn thì là theo một cái trình tự logic, nó bó buộc vào một cái khoảng thời gian nào đó. Và kịch bản của phim ngắn thì đa phần chủ yếu là hướng tới cái nội dung của xã hội mang ý nghĩa cuộc sống. Còn với cái dạng phim không chuyên thì các bạn gọp tất cả các ý tưởng, tất cả những cái nội dung vào thành một bộ phim và không có gò bó thời gian và không gò bó một kết cấu nào cả. Dạ vâng, và bây giờ thì để có thể có một cái nhìn cận cảnh hơn về phim không chuyên thì xin mời Lê Kế Vương cũng sẽ xem qua, cũng như là mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng xem qua một đoạn video clip ngắn mà chúng tôi đã ghi nhận được ngay sau đây. Là một trong những khán giả yêu thích các video clip có nội dung hài hước nhưng phản ánh sâu sắc những khía cạnh của cuộc sống, nên mỗi khi rảnh rỗi, chị Nguyễn Thị Như Loan đều lên mạng xã hội để cập nhật những video clip mới nhất. Với chị, đây là cách để giải trí hiệu quả sau những giờ làm việc mệt mỏi mà không phải tốn quá nhiều tiền. Mình coi OTV ở Facebook á, thì nó không có tốn tiền. Mà mình coi rạp á, ví dụ như coi rạp ở trên Phạm Ngũ Lão này cũng tốn tiền chứ. Mấy trăm, hơn trăm mấy, bèo lắm, hơn trăm mấy. Thì nếu mà không có điều kiện á, thì vẫn ở nhà xem thì vẫn được thôi. Nếu mà có smartphone thì vẫn xem được, vẫn thấy vui. Thì thế đa số thì ai cũng xem. Nói chung càng mới càng tốt, càng nhiều nội dung thì ai cũng đón nhận thôi. Với sự đơn giản trong cách thức thực hiện và nội dung gần gũi với cuộc sống, thế nên, những bộ phim không chuyên như thế này ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Không quá khi nói rằng, phim không chuyên hiện nay đã trở thành một trào lưu trong giới trẻ khi mà tại Việt Nam có rất nhiều những nhóm làm phim như thế này ra đời. Mà bây giờ ở nhà trọ tìm được rồi. Mà cái gì? Qua đoạn video clip vừa rồi thì chắc chắn là quý vị khán giả cũng như là Lê Kế Vương cũng đã nhìn nhận được một cái sự thật, đó chính là bây giờ khán giả rất là yêu thích phim không chuyên, đúng không ạ? Họ đón xem từng tập mỗi ngày. Thế nhưng mà ít ai được biết rằng là những cái thước phim không chuyên này được thực hiện với những thiết bị vô cùng đơn giản, tức là khâu tiền kỳ thì không có phức tạp. Vậy thì theo bạn, điểm mạnh của phim không chuyên nằm ở đâu? Phải chăng là nằm ở ý tưởng thực hiện, hay là nằm ở nội dung, hay là nằm ở khâu xử lý hậu kỳ sao cho hình ảnh thật là lung linh, hay là nằm ở dàn diễn viên thật phải là đẹp, thật là hot và được khán giả quan tâm ạ? Thì theo tôi thì nghĩ thì một người làm phim thì làm phim không chuyên như thế này thì đa phần là kịch bản, ý tưởng và nội dung. Ý tưởng, kịch bản, nội dung thì phải thu hút được khán giả, vì mình phải cạnh tranh với rất nhiều ekip khác và nhiều làm phim khác, nên quan trọng nhất là ý tưởng,
Và đặc biệt thứ hai, cái khía cạnh thứ hai là dàn diễn viên. Diễn viên mình là thật sự thì không phải là như bên truyền hình. Vâng, bạn vừa chia sẻ là dàn diễn viên của phim không chuyên rất là khác với dàn diễn viên của phim truyền hình hay là phim điện ảnh. Bạn có thể chia sẻ rõ hơn để khán giả hiểu hơn được không ạ? Theo như mình thì, theo như tôi thì tôi nghĩ là chứ cái phim truyền hình thì lựa chọn diễn viên rất là kỹ và những dàn hay chiều cao hay là cân nặng hay là gì đó, ngoại hình. Còn theo như với các bộ phim không chuyên á, thì hiện nay thì đa phần là cách diễn xuất, tìm cách diễn xuất những ý tưởng mới độc đáo của các bạn đem vào để thực hiện thành những bộ phim. Với những cảnh quay trong phim không chuyên thì hầu hết các giai đoạn thực hiện cho đến trang thiết bị và nguồn nhân lực đều được tối giản. Một cá nhân có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau. Ngay tại Con Rùa, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi bắt gặp một nhóm bạn trẻ đang quay một bối cảnh cho bộ phim không chuyên của mình. Mọi thứ được thực hiện một cách vô cùng đơn giản. Dù quá trình thực hiện tương đối dễ dàng và không chịu nhiều áp lực, thế nhưng tác giả của những bộ phim không chuyên đã phải dành nhiều thời gian để chăm chút nội dung của bộ phim, bởi một tác phẩm ra đời phải mang đến những giá trị tinh thần, truyền tải một thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống mới có thể chạm đến trái tim khán giả và được khán giả đón nhận. Theo mình thì khó khăn đa số là về phần diễn xuất. Thực ra thì mình cũng không phải là một diễn viên chuyên nghiệp, cho nên là chưa qua một cái trường lớp nào cả. Nên khi đôi khi gặp khó khăn trong khi quay phim, mình chưa có thực sự nhập tâm vào vai diễn cho lắm. Mình chỉ đóng bằng cái sự cảm nhận thực tế của mình thôi. Không chuyên thì những cái cảnh mà đòi hỏi nội tâm sâu sắc thì tụi em không có nhập vai nhanh được, phải trải tập đi tập lại rất là nhiều lần, phải anh đạo diễn rất là bực nên là mới thực hiện được một cảnh quay đó. Làm phim không chuyên dễ nhưng khó. Có thể thấy đằng sau những bộ phim được ra đời là những khó khăn mà nếu không yêu thích và không thực sự đam mê thì không thể nào theo đuổi và duy trì được. Vâng, và theo ghi nhận của tôi và rất là nhiều khán giả thì dường như là ở mỗi tập phim không chuyên đều không thể nào thiếu được cái yếu tố hài hước. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là liệu phải chăng là yếu tố hài hước chính là cái điều mang lại sức sống và đem lại cái sự tồn tại cho phim không chuyên ạ? Vâng, thì tôi nghĩ đó là cũng theo ý kiến như vậy là cũng đúng. Vì là thật sự người khán giả xem phim thì người ta hay bị nhàm chán. Bởi vậy thì các ekip làm phim không chuyên thường đem những yếu tố hài hước vào để gây nên cảm xúc cho người xem. Và thứ hai là bên cạnh cái hài hước thì các bạn cũng mang đến những cái thông điệp ý nghĩa cuộc sống, nhân văn trong đó. Vâng, có lẽ một trong những lý do khiến cho chúng ta phải tiếp nhận rất là nhiều những cái luồng dư luận khác nhau đối với phim của mình, đó là do mình đăng tải những cái thước phim trên mạng xã hội, trên Internet. Và biết rồi đó, Internet thì là nơi mọi người đều có hàng trăm hàng ngàn những cái ý kiến khác nhau. Và cũng cảm ơn bạn rất là nhiều với những chia sẻ vừa rồi. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng quay trở lại với trường quay của Cuộc Sống 24 giờ. Vâng, có thể nói quả thật là khán giả ngày nay chính là thước đo sinh tồn của bất kỳ một loại hình giải trí hay là nghệ thuật nào. Nếu như mà hời hợt và không chú trọng về mặt nội dung mà chỉ quan tâm đến bề nổi là hình thức thì chắc chắn là sẽ không thể nào tồn tại và có thể phát triển lâu dài được. Vâng, và chúng ta cũng đặt ra một câu hỏi là nếu như mà ngược lại, nếu chúng ta có sự đầu tư công sức và đặc biệt là về mặt sáng tạo nữa thì sẽ không bao giờ trở nên nhàm chán trong lòng người xem. Và những thước phim không chuyên của mỗi cá nhân ngày càng được đăng tải nhiều hơn trên các trang mạng xã hội đang là một trào lưu mới của xu hướng giải trí hiện đại. Thưa quý vị, vừa rồi đó chính là nội dung của chuyên mục câu chuyện buổi sáng của chương trình của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Ngay bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một số những thông tin và sự kiện dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, 23 tháng 8 năm 2015. Ngày hôm nay, thành phố Hà Nội sẽ tuyên dương 98 thủ khoa xuất sắc tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Trong số 98 thủ khoa được tuyên dương, thủ khoa ngành y tế chiếm 40,8%, ngành kỹ thuật chiếm 17%, ngành văn hóa xã hội chiếm 16%. Về kết quả học tập, có 59,2% thủ khoa có kết quả học tập đạt điểm xuất sắc, 9 trên 10 điểm. Trước đó, bắt đầu từ ngày 16 tháng 8, các thủ khoa đã tham gia một số hoạt động từ thiện xã hội, giao lưu với học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Ngày hôm nay tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tái hiện lễ cưới truyền thống của đồng bào dân tộc Cơ Tu ở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Chương trình là một trong những hoạt động nhằm giới thiệu về truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng,
thông qua hình ảnh của đồng bào dân tộc Cơ Tu. Trước đó, từ ngày 19 tháng 8, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam đã diễn ra các hoạt động như giới thiệu ẩm thực dân tộc Cơ Tu, góp phần tiếp vận lương thực trong cuộc kháng chiến thống nhất đất nước, giới thiệu một số sản vật nghề thủ công truyền thống của dân tộc Cơ Tu. Ngày hôm nay, ngày hội hiến máu Young Day sẽ diễn ra tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Chương trình do Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và Chi hội 27 tháng 2 trực thuộc Hội Thanh niên Vận động Hiến máu Hà Nội tổ chức mỗi năm một lần vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng 8. Năm nay, ngày hội dự kiến sẽ vận động được 2.770 người đăng ký hiến máu và tiếp nhận tối thiểu 2.000 đơn vị máu cho người bệnh. Ngày hôm nay, chương trình Ngày hội âm nhạc mùa thu năm 2015 sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm của thành phố Hà Nội. Chương trình do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Trong đó, tại sân khấu tượng đài Lý Thái Tổ sẽ trình diễn âm nhạc dân gian. Khu vực quảng trường Cách mạng tháng 8 sẽ diễn ra gala Ngày hội âm nhạc Hà Nội với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Ngày hôm nay, giải bóng đá kết nối yêu thương tiếp sức cho các học sinh nghèo đến trường sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ 3 giải đấu được tổ chức. Ngoài sự đóng góp của các nhà tài trợ, các vận động viên tham dự giải đều góp một phần kinh phí vào quỹ từ thiện. Toàn bộ số tiền này sẽ dùng để gây quỹ khuyến học, ủng hộ các em học sinh nghèo thuộc các gia đình chính sách ở thị trấn Liên Khương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận và giúp đỡ các em học sinh nghèo đang có nguy cơ gián đoạn học tập ở trường trung học cơ sở Lý Phong thuộc phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý trong chuyên mục Cuộc sống bốn phương. Vào ngày hôm qua 22 tháng 8, tại triển lãm hàng không Sydenham ở hạt Tây Sussex, Anh, một chiếc máy bay Hawker Hunter đang biểu diễn đã rơi trúng vào một vài chiếc xe hơi. Vụ tai nạn đã khiến cho 7 người thiệt mạng. Cũng trong ngày hôm qua, một vụ đánh bom xe trên bên ngoài của một bệnh viện tư nhân ở thủ đô Kabul của Afghanistan đã khiến cho 12 người thiệt mạng và trong đó thì có 3 nhà thầu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Vụ nổ xảy ra tại phòng khám Sinozara ngay cạnh một bệnh viện tư nhân ở gần trung tâm thủ đô Kabul đã làm cho các ngôi nhà gần đó hư hại nặng. Cảnh sát địa phương đã phong tỏa khu vực, sơ tán người dân để thu thập chứng cứ điều tra. Vụ đánh bom liều chết này nhằm vào một đoàn xe hộ tống các lực lượng nước ngoài xảy ra trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Kabul trong vài tuần gần đây trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Đến thời điểm hiện tại, chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm, mặc dù trong nhiều tháng nay, thủ đô Kabul thường xuyên nằm trong tầm ngắm của Taliban trong một loạt các vụ đánh bom. Các nhà chức trách Bỉ mới đây đã tăng cường các biện pháp an ninh đặc biệt ngay sau khi xảy ra vụ xả súng lúc 17:50, tức là khoảng 23:50 theo giờ Việt Nam. Ngày 21 tháng 8 đã khiến ít nhất 3 người bị thương trên chuyến tàu cao tốc Thalys từ thành phố Amsterdam của Hà Lan tới thủ đô Paris của Pháp. Thủ tướng Bỉ Charles Michel đã triệu tập một cuộc họp khẩn của Ủy ban Chiến lược Tình báo và An ninh nhằm đánh giá mức độ của mối đe dọa khủng bố, đồng thời cùng Bộ trưởng Nội vụ Jean Chabon đưa ra yêu cầu tăng cường các biện pháp an ninh đặc biệt. Trong khi đó, tại Pháp, việc tăng cường an ninh cũng được thực hiện ở các tỉnh vùng biên. Báo cáo của cơ quan an ninh Pháp khẳng định kẻ tấn công đã xả súng tiểu liên vào các hành khách đang đi ở trên chuyến tàu này. Tuy nhiên, tên này ngay lập tức đã bị hai người lính Mỹ khống chế trước khi có thể gây thêm thương vong. Giới chức Pháp đã xác định được đối tượng của vụ xả súng là một người Maroc hoặc là gốc Maroc, 26 tuổi và đang nằm trong diện theo dõi của cơ quan tình báo nước này. Được biết người này đã gia nhập tổ chức Hồi giáo IS và còn tuyên bố rằng các thành viên khác của IS đang lên kế hoạch tấn công những nơi đông người ở Bỉ và Pháp. Các trợ lý cấp cao của hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc đã có cuộc gặp tại ngôi làng đình chiến Panmunjom ở biên giới giữa hai miền vào ngày 22 tháng 8. Mục đích của cuộc gặp là làm giảm tình trạng căng thẳng leo thang mấy ngày qua, đặt hai miền bán đảo trước nguy cơ là xung đột quân sự. Cuộc gặp diễn ra trong nửa giờ đồng hồ. Tham gia cuộc gặp nói trên, bên phía Hàn Quốc có Cố vấn An ninh Quốc gia và Bộ trưởng Bộ Thống nhất. Còn về phía Triều Tiên có ông Hwang Pyong-so, trợ lý quân sự cấp cao của ông Kim Jong-un và một vị quan chức cấp cao khác phụ trách vấn đề quan hệ liên Triều. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cũng công bố cuộc họp này, gọi Hàn Quốc với cái tên Đại Hàn Dân Quốc, một sự công nhận hiếm hoi của Bình Nhưỡng đối với nhà nước Hàn Quốc. Về phần mình, Seoul tuyên bố sẽ tiếp tục các chương trình phát thanh nói trên trừ phi Bình Nhưỡng nhận trách nhiệm về vụ nổ mìn hồi đầu tháng này ở khu phi quân sự giữa hai miền khiến hai binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Theo Yonhap,
Trong khi cuộc gặp giữa hai miền đang diễn ra, cả lực lượng quân đội Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn ở trong tình trạng báo động cao. Thưa quý vị, rất nhiều ngôi nhà hiện đại ngày nay được thiết kế để có thể giảm thiểu năng lượng tiêu thụ và có thể tự tạo ra điện. Và Sohao là một ngôi nhà như vậy, nhưng mà đặc biệt hơn bởi nó còn được thiết kế để có thể chịu được điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt ở vùng Duyên Hải. Và ngôi nhà thông minh này thì được thiết kế bởi các sinh viên tại Viện Công nghệ Stevens với sự hỗ trợ của PSEG Foundation để tham dự cuộc thi Solar Decathlon 2015 do Cục Năng lượng Hoa Kỳ tổ chức với mục tiêu là thiết kế, xây dựng và vận hành những ngôi nhà dùng năng lượng mặt trời, đáp ứng được yêu cầu tiết kiệm chi phí, năng lượng và thẩm mỹ. Sohao House được cho là hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời và được tích hợp các tấm pin quang điện vào các cửa cuốn chống bão. Các tấm pin sẽ thu thập năng lượng khi cửa cuốn được mở. Các cửa cuốn chống bão cũng được thiết kế để mang lại bóng râm cho căn nhà, đồng thời đóng vai trò là một hàng rào ngăn nước và mảnh vỡ, rác rưởi lọt vào nhà khi cơn bão hoành hành. Trong trường hợp nhà bị ngập bên trong, Sohao House sử dụng một hệ thống dàn đỡ mái và sàn bằng gỗ thiết kế mở giúp luân chuyển không khí và giảm nguy cơ bị mục hoặc hư hại kết cấu. Sàn nhà được lát bằng vật liệu chống nước và nhựa vinyl. Để giảm thiểu năng lượng, Sohao House được thiết kế với hiệu quả giữ nhiệt cao. Nó dùng một hệ thống thông gió phục hồi năng lượng để tiết liệu dòng khí vào nhà và một hệ thống điện mặt trời để đun nước. Sohao House đã được phát triển trong suốt 2 năm và sẽ góp mặt tại cuộc thi Solar Decathlon 2015 diễn ra ở California vào tháng 10 tới. Sau cuộc thi này, Sohao House sẽ trở thành một cơ sở giáo dục cộng đồng. Hãng Polo Ralph Lauren mới đây đã giới thiệu một chiếc áo được thiết kế nhằm giúp người mặc theo dõi được nhịp tim, lượng calo đã đốt cháy khi luyện tập thể thao. Chiếc áo này được sản xuất với công nghệ thông minh và sẽ ra mắt công chúng tại sân cỏ tennis US Open. Mặc dù ban đầu thì đối tượng mặc áo của Ralph Lauren là nhân viên của US Open, song chiếc áo Polo sẽ được bán lẻ. Tuy nhiên thì để mua được chiếc áo này thì ở bên ngoài thì bạn phải chờ cho đến tận mùa xuân năm 2016. Chiếc áo này được nhà sản xuất sử dụng vải dệt bằng sợi bạc kết hợp với bộ cảm biến cho phép áo thông minh lấy dữ liệu từ người mặc trong suốt quá trình luyện tập hoạt động. Ngoài ra, bộ cảm biến bao gồm một giả tốc, một con quay hồi chuyển, máy theo dõi nhịp tim được đặt trong hộp đen và giấu kín trong áo. Chiếc hộp này có thể tách rời khỏi áo để người mặc không ném chúng vào máy giặt cùng áo. Đây là một chiếc áo rất phù hợp cho người mặc trong phòng tập thể dục trên toàn thế giới. Khi sử dụng áo thông minh, người dùng cũng cần phải sạc bộ cảm biến để chúng có thể hoạt động trong thời gian dài. Bộ cảm biến này có thể hoạt động trong khoảng 30 giờ mà không sợ hết pin, tùy thuộc vào cường độ hoạt động, tập luyện của mỗi người. Ngoài ra, chiếc áo không chỉ thiết kế chỉ để sử dụng cho mục đích thể thao. Với khả năng đo được nhịp tim, Ralph Lauren cho biết áo phát hiện được khi nào người dùng trở nên lo lắng. Các thiết kế của áo được trang bị sao cho việc kiểm tra nhịp tim và độ căng thẳng, hơi thở của người sử dụng được dễ dàng thông qua cảm biến tiếp xúc với làn da. Ứng dụng đi kèm của Ralph Lauren đã cho thấy nhịp tim dao động tùy thuộc vào cường độ lực người mặc gây ra. Ralph Lauren tin rằng áo Polo là thương hiệu thời trang mang tính biểu tượng. Để gần gũi với người sử dụng, áo có kiểu dáng đẹp, phù hợp với phòng tập hoặc chạy bộ trên đường. Times Square là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở New York, Mỹ, với những cô gái ngực trần hoặc là khỏa thân đi bộ trên đường phố. Nhiều du khách đến đây chỉ để được ngắm nhìn và có thể chụp ảnh thỏa thích với những cô gái này. Tuy nhiên mới đây, thành phố này đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm chỉ để kiềm chế bớt số lượng phụ nữ để ngực trần do nhiều người lại không đồng tình với những hình ảnh như thế này. Các cô gái ngực trần có thể thong dong đi lại ở khu Times Square bởi điều này là hợp pháp. Tuy nhiên, trong khu quảng trường này cũng có nhiều trẻ em vui chơi. Các bậc phụ huynh tỏ ra khá lo ngại khi những cô gái hay đứng gần các hình nộm Disney. Họ cho rằng hình ảnh khỏa thân sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lý của con trẻ. Tôi hiểu người New York rất thoáng trong chuyện này, nhưng đây là trẻ con. Các cô gái nên đứng xa khỏi các nhân vật Disney. Thị trưởng New York Bill de Blasio đã triệu tập một cuộc họp cùng với Ủy viên Cảnh sát New York William Breton để bàn về việc ra mắt lực lượng đặc nhiệm trên đường phố. Tôi không thích hình ảnh những cô gái ngực trần đi lại loanh quanh ở quảng trường thời đại. Nó có thể dẫn đến nhiều tệ nạn xã hội. Hiện chúng tôi đang chờ ra mắt một lực lượng đặc nhiệm để có thể hạn chế bớt việc này. Theo thống kê của tờ New York Daily News, số lượng các cô gái ngực trần tụ tập tại thánh địa du lịch này đã tăng gấp đôi trong năm qua. Có khoảng 40 cô đi lại quanh Times Square vào cuối tuần.
Mới đây, các nhà khoa học Đức đã phát hiện những dấu chân của một con khủng long nặng khoảng 30 tấn tại một mỏ đá bỏ hoang ở khu vực Hạ Saxony của Đức. Với các dấu chân của loài khủng long khổng lồ này, thì các chuyên gia hy vọng rằng có thể làm sáng tỏ những bí ẩn về kỷ phấn trắng được cho là kết thúc vào khoảng 65 triệu năm trước. Theo nhà khảo cổ học Benjamin English, khoảng 90 dấu chân đã được tìm thấy trên một quãng đường dài 50 mét và có đường kính là 1,2 mét. Những dấu chân này khá dài và đặc biệt là khá rõ. Chúng tôi hy vọng những dấu chân này sẽ dẫn chúng tôi tìm thấy một bộ xương khổng lồ. Dấu chân không chỉ lớn mà còn khá sâu, có những chỗ đo được sâu tới 40 cm. Với các dấu chân của loài khủng long khổng lồ này, các chuyên gia hy vọng rằng có thể làm sáng tỏ những bí ẩn về kỷ phấn trắng, kỷ nguyên đã kết thúc 65 triệu năm trước với sự tuyệt chủng của hàng loạt loài khủng long. Trước đó, vào năm 2009, các nhà khoa học Pháp đã phát hiện được dấu chân của con khủng long to nhất có đường kính 2 mét. Nếu như quý vị và các bạn đang tìm kiếm địa điểm vui chơi mới lạ, giá cả phải chăng, thì Disneyland chính là nơi lý tưởng. Công viên Disneyland nằm trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng Tropicana ở Anh sẽ mở cửa trong vòng 5 tuần từ ngày 20 tháng 8 với phí vào cửa chưa đến 3 euro. Điều khác lạ của công viên giải trí này là Disneyland có nơi chỉ dành cho người lớn. Những hình ảnh u ám méo mó này đều nằm trong một cuộc triển lãm nghệ thuật pop-up với ý tưởng xây dựng thành một công viên chủ đề mang tên Disneyland, có nghĩa là địa điểm mới thu hút du khách tại Vương quốc Anh. Tại đây, du khách có thể hút thuốc, quậy tưng bừng, chụp ảnh nhạy cảm, thậm chí là chửi thề cũng được. Triển lãm này có rất nhiều chi tiết, mang đậm bản sắc của nghệ sĩ Banksy. Ẩn sau những bức tường của khu nghỉ dưỡng là một loạt những tác phẩm nghệ thuật kỳ dị và rùng rợn của hơn 50 nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới. Ngoài ra, bản thân nghệ sĩ Banksy cũng sẽ trưng bày 10 tác phẩm nghệ thuật của riêng mình. Tôi là người hâm mộ Banksy, vì vậy đến đây thật tuyệt vời. Những tác phẩm mang đến nhiều cảm xúc khác nhau trong cuộc sống. Ngoài những tác phẩm nghệ thuật, khuôn viên triển lãm còn có một số trò chơi, với luật chơi thì không công bằng một chút nào. Những nhân viên phục vụ trong triển lãm Disneyland thì hoàn toàn là những người buồn bã ủ ê và dường như chẳng quan tâm tới việc giới thiệu thông tin cho khách tham quan. Để được vào triển lãm, du khách còn bị tra khảo bởi một màn hình kỳ quái như thể cơ quan an ninh quốc gia Mỹ đang thẩm vấn. Sau khi trailer đầu tiên được ra mắt vào hồi tháng 6, thì hãng phim The 20th Century Fox đã công bố trailer chính thức thứ hai của bộ phim The Martian, Người về từ sao Hỏa mới đây. Phim có sự góp mặt của những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng như là Matt Damon, Jessica Chastain, Kate Mara hay là Sebastian Stan. The Martian dự kiến là sẽ khởi chiếu tại Bắc Mỹ từ ngày 2 tháng 10 tới. The Martian xoay quanh hành trình trở về phi thường của phi hành gia Mark Watney do Matt Damon thủ vai. Trong lúc đang thực hiện một nhiệm vụ tại sao Hỏa, Mark bị kẹt lại tại thực địa sau khi đồng đội tưởng rằng anh đã tử nạn. Để tồn tại trên mảnh đất không có sự sống, phi hành gia phải vận dụng toàn bộ kiến thức suốt bấy lâu nay với hy vọng nhỏ nhoi sẽ được NASA sớm cứu thoát. Cùng lúc đó, cơ quan hàng không vũ trụ tại trái đất làm việc không biết mệt mỏi để có thể mau chóng đưa Mark Watney trở về với gia đình. Trailer mới của bộ phim mang tới cho khán giả một bức tranh bao quát hơn về sứ mệnh giải cứu nhà phi hành gia mắc kẹt trong vũ trụ. Kịch bản do Drew Goddard thực hiện, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Andy Weir. Nguyên tắc văn học vốn được các khoa học gia đánh giá rất cao với những chi tiết theo sát và logic với kiến thức thực tế. Thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự chú ý quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu của mình. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.